tìm đến nhà đâm chết bạn nhậu. Từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một thanh niên ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên mang dao đến nhà đâm chết bạn nhậu. Ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp Tô Thành Luân, 32 tuổi, ngụ thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối ngày 31 tháng 8, trong khi đang nhậu cùng nhóm bạn tại một quán nhậu ở xã Hòa An, Tô Thành Luân xảy ra mâu thuẫn với Võ Duy Xuân, 29 tuổi, ngụ thôn Đông Bình, xã Hòa An. Hai người cãi vã, xô xát, được một số người bạn can ngăn. Xuân bỏ cuộc nhậu, đi về nhà. Sau đó, Luân đến nhà Xuân tiếp tục cãi vã, thách thức nhau. Xuân dùng tay đánh vào mặt Luân. Luân rút dao thủ sẵn trong người đâm vào vùng cổ, làm nạn nhân chết sau đó khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Sau khi gây án, Luân đến đầu thú tại công an xã Hòa An trong đêm.